Chị Tuyết. Dạ. Chị ở nhà cả ngày mà sao đến giờ này vẫn chưa cơm nước gì cả, là thế nào? Chưa có cơm mà bố. Con có ở nhà đâu ạ? Con đi cùng anh Danh mà bố. Chị không có việc gì thì đi theo nó để làm cái gì? Nhà thì bao nhiêu là việc mà đến giờ này vẫn chưa nấu cơm. Nhưng mà việc nấu cơm có phải là việc của con đâu ạ? Không phải của chị thì của ai? Chị nhìn chị Son đấy, cũng đi làm việc mà vẫn một ngày ba bữa cơm đầy đủ cho cả nhà. Nhưng mà con không phải là chị Son ạ. Chị Son đi rồi không có nghĩa con trở thành người thay thế. Con sinh ra không phải để làm nội trợ, suốt ngày chui rúc ở trong cái xó bếp đấy con không chịu được ạ. Vợ con không quen nấu nướng mà có nấu lên cả nhà có ai ăn được đâu, cứ bắt Tuyết nấu làm gì ạ? Không biết thì phải học. Làm dâu, làm con trong nhà, làm vợ mà có nồi cơm không nấu được thì có làm được cái tích sự gì? Thôi, em cứ lên nhà trước đi. Thế việc nấu cơm quan trọng lắm hả bố? Tuyết. Vậy tại sao mọi người là đàn ông, mọi người không tự vào bếp mà nấu ăn đi ạ? Tuyết. Việc gì cũng phải ỷ lại vào phụ nữ thế hả? Chị nói thế có nghĩa là tôi phải vào bếp nấu nướng để hầu hạ chị chắc. Cứ làm như là không có vợ chỗ mày thì cả cái nhà này chết đói ấy. Không nấu được ấy thì thuê người làm. Đừng để cho cô ấy nghĩ rằng ở cái nhà này từ việc to đến việc nhỏ cứ phải tay cô ấy động vào thì mới tốt đẹp được. Anh nói vợ em này nói chị Son đấy. Nói chị Son gì? Ờ đúng rồi. Đừng để chị nghĩ chị là người quan trọng nhất trong cái nhà này. Sao nhà cửa lanh tanh bành này? Bố ơi, cái chị giúp việc theo giờ ở đâu bố? Con hẹn bà ấy, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Để bố phải làm nhỉ? Bố cho họ nghỉ việc rồi. Các anh không tiếc tiền, nhưng tôi thì có đấy. Ok. Tiền đấy là con trả mà, có bắt bố phải bỏ ra đâu mà bố kêu là tiếc. Anh cứ làm như anh là đại gia không bằng ấy. Mà phải có người làm kẻ ở. Anh nên nhớ rằng anh đang nợ ngập đầu lên đấy. Vâng, con có quên đâu ạ. Nhưng mà phải có thời gian rảnh thì con mới đi kiếm tiền được. Bây giờ cứ cắm mặt vào lau nhà với cả nấu cơm, thế thời gian đâu mà suy nghĩ ạ. Lao động chân tay là lao động, lao động trí não là lao động mà bố. Thế vợ anh đâu? Nó không có công ăn việc làm gì cả mà suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh để làm gì? Hả? Chồng về đến đây rồi mà cũng chưa thấy mặt vợ đâu. Hôm nay thì làm đầu, mai thì làm móng, vô tích sự, việc nhà thì trốn. Lúc nào cũng ra cái vẻ con nhà đại gia đại cả. Thì đúng là như thế mà bố. Con đã bảo bố rồi, vợ con không hợp làm những cái việc này nên con mới phải thuê người giúp việc về để cho người ta làm. Bây giờ bố đuổi người ta đi với bố lại ở đấy rỉa rói nữa. Ờ, tao đuổi đấy. Chúng mày không dạy được vợ thì để tao dạy lại. Con đã làm gì láo lếu hoặc bố phải dạy lại con ạ? Ông bà thông gia luôn chiều chị quá rồi đấy. Bố, con không xin của bố một đồng nào cả. Con về nhà mình cũng không nhờ vả bám víu lấy ai. Nếu không phải vì anh Danh thì tại sao con lại phải chịu khổ như thế này ạ? Ờ, Tuyết. Tuyết. Bố ơi, con lạy bố đấy. Bố cho con sống với. Bố lớn tuổi rồi mà bố cứ ăn nói bặt mạng như thế. Bây giờ vợ con nó bỏ đi chỉ khổ con thôi. Mặc xác nó muốn đi đâu thì đi. Nhà có hai cô con dâu, bây giờ bố đuổi đi hết rồi đấy. Bố vừa lòng chưa? Hay là phải nhìn thấy bọn con khổ sở bố mới vừa lòng? Đấy, đến chị Son chị dễ tính như thế mà còn bỏ về nhà mẹ đẻ kìa. Mày nói kiểu gì đấy hả? Kiểu gì là kiểu gì? Anh có nghe từ đầu câu chuyện không? Ok. Con là thằng con bất hiếu, là thằng em bất tài. Được chưa? Không phải dạy dỗ gì nữa. Không sống nổi. Nuôi con lớn tưởng được nó đền đáp, ai ngờ tần nay tuổi đầu rồi mà vẫn phải làm lấy mà ăn. Vợ. Bỏ sao? Vợ biết tính bố rồi mà. Lúc nào cũng cục cằn nóng nảy, nói năng có suy nghĩ gì đâu. Thì
Thì ra trong mắt bố anh, em là một đứa vô tích sự, vô công rồi nghề. Tiền thì không kiếm ra, suốt ngày chỉ ăn chơi hưởng thụ thôi. Nhưng mà bố phải hiểu một điều là em có tiêu cái đồng tiền nào của bố đâu. Tất cả số tiền em tiêu đều là bố mẹ đẻ em cho em mà. Ông bà ở nhà còn không nói em một câu. Không hiểu sao bố anh lại nói nặng lời với em như thế. Ừ. Vợ nói đúng. Lát nữa về anh sẽ nói chuyện với bố để cho lần sau bố không nói chuyện với vợ như thế nữa là được chứ gì. Thôi, hai vợ chồng mình đi ra ngoài ăn uống xong về nhà đi. Em không về đâu, em vẫn còn đang giận bố. Thì anh thay mặt bố xin lỗi vợ nhá, được chưa? Em muốn bố anh phải xin lỗi em.